Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Và hôm nay á, em Trung sẽ lên cho anh chị mình một cái mẫu nhà phải nói là rất là ok luôn nha. Thì một cái mẫu nhà cấp 4 nè, gồm có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, nằm một trong giữa một cái khu dân cư mà bà con đã ở hết trơn rồi nè anh chị. Và đặc biệt nhà của mình là có sổ hồng riêng luôn, nằm ở trên mặt tiền đường Nguyễn Đức Thiện, mình quẹt vào đường Bờ Đế đâu đó tầm khoảng 600 mét là tới nhà rồi. Thì từ đây anh chị mình di chuyển theo tuyến đường Nguyễn Đức Thiện á, ra chợ Bình Chánh á, đâu đó tầm khoảng chưa tới 3 km nha anh chị, và di chuyển ra rốt quốc lộ 1A thì rất là gần luôn. Thì ở trong đường Bề Đế này á, là đường thông luôn nha anh chị, một khu nhà rất là ok luôn, hợp lý luôn nha. Và cái giá em đảm bảo với anh chị là cái giá cực kỳ bất ngờ luôn, một căn nhà sổ hồng riêng với diện tích là 4 mét mét nhân cho 12 mét, gần khu đô, đối diện khu đô thị năm sao, gần chợ Bình Chánh, mà giá chỉ đúng 1 tỷ thôi nha, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Và đặc biệt là căn nhà này mình còn thương lượng với chủ nhà và có thể là tặng thêm nội thất nữa nha. Và bây giờ em Trung mời anh chị cùng em nhìn thử mặt tiền của căn nhà mình trước nha. Đây, một mẫu nhà cấp 4 nha anh chị, gồm có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh luôn. Rồi và bây giờ em xin mời anh chị cùng em đi xem review chi tiết căn nhà. Thì nhà mình đầu tiên anh chị nhìn vào á, là mình nhà mình sẽ có hai cái lớp cửa. Một á, là một cái lớp cửa kéo nha anh chị. Đây, một cái lớp cửa kéo. Đó, cái cửa kéo hai cánh kéo qua kéo lại luôn nha. Cái cốt nền á thì anh chị thấy nè, nó rất là cao so với cái mặt đường luôn. Mặt đường của mình á thì anh chị nãy giờ nhìn xung quanh á là mình thấy là có rất là nhiều cống rãnh để thoát nước rồi. Ở đây thì anh chị không sợ ngập ngập đâu nha, tại vì đối diện khu đô thị thì chắc chắn là sau bây giờ không bao giờ ngập rồi. Cốt nền nhà cũng cao hơn so với mặt đường, như đây là tầm khoảng 4 tấc mấy nha anh chị. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nhà mình nè đã có mái hiên sẵn rồi, không bao giờ sợ nước ngập lụt vô nhà luôn. Rồi ngoài cái lớp cửa ngoài bảo vệ nè, với cái lớp cửa trong bảo vệ á thì nó cách nhau tầm khoảng 8 tấc nha anh chị. Ở đây mình có một cái khu trống vậy, anh chị mình có thể là dựng xe để đỡ ở đây nè, hoặc là để cho bụi bặm được thì không bao vô nhà luôn. Rồi khóa cửa lại cũng rất là an toàn luôn nha. Và cái lớp cửa thứ hai bảo vệ nhà mình á cũng là một lớp cửa sắt 4 cánh nha anh chị. Đây, lớp cửa sắt 4 cánh có rất là nhiều song sắt bảo vệ luôn, cực kỳ chắc chắn cho căn nhà mình luôn nha. Và đây em mời anh chị cùng em vào tham quan cái căn phòng khách của nhà mình nha. Đây, một căn phòng khách cực kỳ rộng rãi luôn. Ở dưới là mình lót gạch 60 nha anh chị. Còn xung quanh nè anh chị thấy nè, lót gạch trên tường rất là cao luôn nha. Gạch này là lót 1,6 quét lót xung quanh hết căn nhà luôn. Và trần nhà thì anh chị thấy nè, trần nhà cấp 4 thì là đặc biệt là trần rất là cao nè. Ở đây có giật hợp là phong chỉ xuống nè. Rồi hai bên mình cũng có sẵn hệ thống đèn, hệ thống quạt cho gia đình mình luôn nha. Rồi tiếp theo em mời anh chị cùng em di chuyển một tí xíu nữa thì mình sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới đất dành cho những người lớn tuổi nè, dành cho những anh chị mình không không lên xuống cầu thang được nè. Đây, căn phòng nè, lót gạch full hết trơn luôn nha, cũng có sẵn quạt, có sẵn đèn luôn. Ở dưới lót gạch 60 nha anh chị, rất là sạch sẽ luôn, gạch bông 60 thì cực kỳ đẹp rồi. Cửa phòng của mình cũng là cửa nhôm luôn nha anh chị, cửa nhôm kính mờ, nói chung là xài cực kỳ ok luôn, cách nhiệt, cách âm, rồi nói chung là nó rất là bền, không sợ bị sét bản lề được hết trơn luôn. Thì di chuyển vào cuối nhà đó là anh chị sẽ thấy nè, một cái khoảng không gian bếp cực kỳ rộng rãi luôn. Đây anh chị thấy nè, cái bếp cực kỳ rộng luôn. Bếp thì mình thiết kế theo chữ L nha anh chị, và bếp là đổ bê tông hết toàn bộ luôn, đổ bê tông lót gạch sạch sẽ hết trơn á. Và cái nhà bếp của mình á là anh chị nhìn kỹ thì mình sẽ thấy là lót gạch full lên tới trần luôn nha, nguyên cái nhà bếp là lót gạch full tới trần luôn, chứ không phải là không gian bếp trong, nguyên cái nhà bếp luôn đó. Ở đây thì mình có cái bồn nước đôi nè, và ở đây nước thì anh chị xem nè, nó nước thủy cục rất là mạnh luôn. Điện là điện nhà nước, nước và nước thủy cục, mỗi căn nhà có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng luôn cho anh chị mình dễ dàng sử dụng. Hiện tại thì mình chỉ có cái tủ bếp dưới thôi, còn nếu mà anh chị mà cần thiết á thì em sẽ nói với chủ nhà làm cho mình thêm cái tủ bếp trên nữa đó, cho căn nhà mình càng hoàn thiện càng đẹp hơn nha. Rồi di chuyển về phía cuối nhà thì ở dưới cầu thang đây tối ưu quá hết không gian luôn, thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh cho gia đình mình cùng sử dụng nha. Đó, nhà vệ sinh tách biệt luôn nha anh chị, phía cuối nhà luôn, các thiết bị vệ sinh đầy đủ trơn á, lót gạch cũng rất là sạch sẽ luôn. Đó, nhà thì cũng có ống cấp nước, ống xả nước nè cho anh chị mình để máy giặt nha. Đó, nãy giờ em quên chỉ, nó có ống cấp nước, ống xả nước cho anh chị mình để máy giặt luôn. Rồi và cái khoảng không này á thì mình tận dụng, mình sẽ để cầu thang cuối nhà luôn cho nó thật là đẹp, tiết kiệm hết tối quá không gian luôn. Thì cầu thang của mình là bằng sắt nè, tay vịn cũng là bằng sắt luôn nha anh chị, và tất cả là sơn tĩnh điện hết, rất là đẹp luôn. Sau lưng nhà mình cũng không đau lưng với ai nè, nên mình có một cái khoảng cửa sổ mở ra nè, rất là thoáng mát luôn nha anh chị. Đó, bây giờ trời đang mưa mưa rồi, em xin phép khép lại luôn. Ở đây cũng vậy nè, mình có thể mở một khoảng cửa sổ nè, rất là ok luôn. Đó, nói chung nhà cực kỳ đẹp luôn. Và cuối cùng là cái căn phòng ở trên lầu mình nha anh chị, trên tầng gác của mình. Đây anh chị thấy không, căn phòng này cũng rất là đặc biệt, là lót gạch full tới trần luôn. Đó, lót gạch cực kỳ đẹp luôn, cũng có sẵn quạt, có sẵn đèn trên chị luôn nha. Ở đây thì mình có sẵn một cái bông gió nè, để cho thoáng khí, thoáng không khí luôn. Và căn phòng này anh chị mình lắp điều hòa cũng được luôn nha anh chị, rất là ok luôn à. Thì anh chị mình đã đi tìm nhà rất là nhiều nơi rồi, và nhất là anh chị mình muốn tìm nhà ở gần chợ Bình Chánh
Thì em Trung cũng hiểu là mình đi tìm cực kỳ khó khăn luôn. Thì hôm nay với cái mẫu nhà cấp 4 mà em Trung đã quay cho anh chị mình xem á, thì nó rất là phù hợp cho gia đình từ 4 tới 6 người ở nha anh chị. Có phòng ngủ dưới đất nè, có phòng ngủ trên lầu nè, và đặc biệt của mình là có sổ hồng riêng nha anh chị, với giá chỉ đúng 1 tỷ thôi, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Và cái giá này vẫn còn thương lượng với chủ nhà nữa nha. Thì cái diện tích của căn nhà là ngang cho 4 mét, dài cho 12 mét nha anh chị. Hai phòng ngủ luôn, nằm giữa một khu dân cư nè. Anh chị thấy nè, đường xá rất là rộng rãi luôn. Đối diện khu đô thị 5 sao, mặt tiền đường Lý Đức Thiện, mình quẹo vào đường Bệ Đế chỉ là tầm khoảng 600 mét là tới thôi, cách nhà Bình Chánh đâu đó khoảng 3 km. Và nếu mà anh chị cảm thấy căn nhà này phù hợp nè thì hãy liên hệ với em Thành Trung để có thể là xuống đây xem nhà nè, xem sổ và có thể là thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn ạ. À. Và em Trung cũng cảm ơn anh chị đã xem hết video của em. Nếu anh chị muốn tìm nhà đẹp, nhà giá rẻ, nhà mới thì hãy liên hệ với em Trung nhé.